Vâng, bác nào nhà mình mà chưa có xe đi Tết đó, mà các bác mà có tầm tài chính vừa vừa tiền, hơn 300 triệu, mà các bác yêu thích những mẫu xe của Hàn, những cái mẫu xe của Nhật, thì hôm nay em Khương giới thiệu đến cho các bác một mẫu xe là rất là đáng để đi đây. Một chiếc xe quốc dân đây các bác ơi. Vâng, em nó chính là Honda Accord các bác nhà mình ạ. Honda Accord, con này là nhập nguyên chiếc từ Đài Loan các bác nhé. Con này của em là sản xuất 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011, xe ăn một chủ từ đầu các bác nhé. Honda Accord thì là một chiếc xe mà có thể gọi là cạnh tranh rất là khốc liệt với lại Toyota. Đấy, Toyota Camry các bác ạ. Đấy. Những cái mẫu xe của Nhật thực sự là luôn được các bác rất là ưa chuộng. Đấy, nhưng mà cái con Honda Accord này thì lại chiếm được cái tình cảm của các bác là nhiều hơn. Nếu mà những bác mà am hiểu sâu về xe là các bác này, đấy, là các bác ấy thích Honda Accord hơn. Tại vì đi nó đầm hơn, nó chắc hơn, khung gầm nó chắc hơn và cảm giác lái nó cũng mượt mà hơn các bác ạ. Camry thì nó được cái các bác yêu thích là vì là nó là của Toyota các bác ạ. Còn đâu nếu mà về toàn diện, mỗi người có một quan điểm riêng, nhưng mà đa số là các bác sẽ thích Honda Accord hơn này các bác này. Con này màu trắng nhìn nó rất là nổi bật đúng không ạ? Màu trắng nhìn rất là nổi bật. Và có tí tiền rồi các bác nhé, hơn 300 triệu thôi. Đấy, và nó là 300 mấy thì em Khương vẫn như thường lệ vẫn muốn là các bác hãy dõi theo cái chất lượng xe trước đi ạ. Đấy, xem là nó có đẹp hay không đã các bác nhá. Đấy, rồi là bàn đến giá cả sau. Đấy, giá cả thì từ trước đến giờ em Khương cũng chưa bán đắt cho các bác bao giờ, mà luôn là được các bác cũng đều là ghi nhận là xe của em Khương là đẹp, nhưng mà bán giá lại rất hợp lý cho các bác. Đấy. Đây, vâng. Đấy. Xin mời các bác hãy cùng tham quan cái khoang máy của em nó đi ạ. Đấy. Con xe này của em là màu trắng zin nguyên bản các bác nhé. Màu trắng zin nguyên bản. Tem mác đây, các bác nhìn đây. Đấy. Tất cả mọi cái, từ những cái phần chi tiết này, tem bên này đây các bác nhé, còn nguyên này. Bên trong là rất là sáng này các bác này. Bên trong kìa, máy móc tất cả các cái đây các bác nhé, vẫn nguyên tem các bác kìa. Đây là những cái bụi bẩn theo thời gian thôi, không chấp và không tính tiền các bác nhé. Máy móc đây, các bác nhìn đây, rất là tươi, rất là sáng các bác nhé. Các bác đã theo dõi kênh của em Khương thì quen thì biết rồi, tất cả những cái mẫu xe của em này, em rất là chú trọng đến những cái phần máy móc, rồi là thân vỏ, tất cả các cái. Đấy, nên là tất cả những chiếc xe mà em nhập là đều là hàng tuyển chọn hết. Và các bác có thể nhìn thấy đây, mặc dù là theo thời gian đấy, cũng hàng chục năm rồi, nhưng mà cái chất xe của nó thì là nó vẫn giữ được những cái nét cơ bản đấy, của một chiếc xe đẹp các bác. Này các bác nhìn này, các chi tiết này của nó, cơ khí đây sáng choang nhá. Này các bác này, từng con ốc đây nó đều rất là đẹp các bác nhá. Máy móc tươi sáng, êm ru, chắc lịch luôn các bác nhá. Màu trắng các bác nhá. Các ống các chiếc đây, các bác nhìn đây. Này các bác này. Xe rất tươi các bác nhá. Con này xe rất tươi luôn. Đấy. Các chi tiết này. Một chủ từ đầu các bác nhá. Tem mác đây các bác nhá. Vâng, xe của em Khương thì luôn được có những cái tiêu chí hàng đầu để bảo vệ quyền lợi cho bác. Thứ nhất là xe của em là chắc chắn một điều là không có đâm va tai nạn này, không có ngập nước này. Đấy, máy móc là không bổ đại tu rồi các bác này. Đấy, này các bác nhìn nhá, đèn đón đây, led căng các bác nhá. Này các bác nhìn đây. Đấy, còn đâu là những cái mà nhỏ nhặt theo thời gian các bác ạ. Đấy, thì các bác cũng không để ý nhiều làm gì, sơn xước tỉa toát không tránh đâu các bác ạ. Miễn là cái xe cũ của các bác nó không bị móp méo, nó không bị móp méo mà phải giật phải bả ra các bác nhá. Đấy, thì nó rất là ok rồi các bác ạ. Tại vì một cái xe là cũng hàng chục năm rồi mà các bác. Đấy.
màu trắng nhìn cái xe cũng rất là nổi bật các bác. Mà cái con A Cọc nhìn bao giờ nó có cảm giác cái xe rất là đầm, nó chìm xe đấy. Đường gân đường quốc này các bác nhìn rất là liền lạc, là răng phay các bác nhá. Dàn lốp này thì cũng rất là ok luôn, lốp Michelin các bác nhá. Đèn trước đèn sau này các bác nhìn này, đèn sau này led căng luôn. Thực sự là em thấy là những cái chất liệu của Honda Accord để mà hoàn thành thành phẩm ra một chiếc xe em thấy là tương đối là hoàn hảo. Đấy. Tại vì là các chi tiết của họ làm rất là cao cấp luôn. Tại vì con này lúc mới là nó cũng rất là đắt, nó cũng hơn 1 tỷ, cũng không rẻ một tí nào đâu các bác ạ. Hơn 1 tỷ đồng. Thân vỏ thì nó dày. Thân vỏ nó rất là dày và nó chắc. Đấy. Chứ nó không có cảm giác ọp ẹp cái gì đâu các bác ạ. Accord nó luôn là vậy mà các bác. Màu trắng. Các cụ bảo rồi, mẹ mắng là cũng mua các bác. Vâng. Nói chung là bác nào mà thích xe sang mà lành tính thì các bác nhà mình đi Accord với con Camry thì nó là chuẩn rồi các bác nhá. Đây các bác này, các chi tiết sáng choang nha các bác nhá. Còn đâu là thực sự là bây giờ là em chia sẻ một chút là bây giờ là cũng thời buổi là 5.0 rồi, nên là cái xe, những chiếc xe sang như xe Đức bây giờ, BMW hay Audi với mẹ đấy, người ta còn đi ở mầm nữa, là không riêng gì những chiếc xe này các bác ạ. Khấu hao nó hết rồi đấy, khấu hao nó hết rồi này các bác này, tem mác đây, cái tem dấu đây vẫn nguyên này đấy, gòn ghiếc này rất là sáng nhá. Ghế này đấy, tất cả như ghế của em là đều là ghế da xiếc là zin nguyên bản hết các bác. Và những cái xe Accord này thì là cái chất da của nó bao giờ nó nhăn như này các bác nhá. Nhăn như này. Thảm zin theo xe vẫn còn nguyên. Đấy. Này. Táp ly này. Da này. Đấy. Nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Đấy. Này, da xiếc đây. Tại vì những chiếc xe này trước nó rất là nhiều tiền các bác, nên là mà toàn những cái dòng này là toàn các bác chung chung tuổi các bác đi thôi, nên là các bác cũng rất là giữ gìn đấy, chứ không như là những cái dòng xe ở cái phân khúc mà xuồng xã đấy. Táp ly tất cả mọi cái đây đều rất là hoàn hảo và đẹp luôn, da rẻ. Đã được con này thì đã được lên cái màn hình Android rồi các bác này, lên màn hình Android này. Vô lăng các cái là cũng nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Vô lăng nguyên zin nguyên bản. Củ số củ ếc đây. Nội thất rất đẹp các bác nhé. Nội thất rất tươi đẹp. Cái nội thất là một cái mà các bác có thể đánh giá được một chiếc xe đi nhiều hay đi ít đấy các bác ạ. Nội thất mà nó tươi nó đẹp thì đồng nghĩa với việc là các bác đi cũng sẽ là ít các bác nhé. Còn đâu là nội thất mà nhăn nheo, mà nội thất mà xấu, nội thất mà già thì là đương nhiên là các bác chạy không giữ gìn rồi các bác ạ. Mà xe cũ là phải cần những cái độ đẹp. Ghế yếc con này thì miễn chê luôn. Ghế miễn chê luôn. Đây, thảm yếc theo xe. Đấy, vẫn còn nguyên các bác nhá. Thảm theo xe. Thảm yếc theo xe vẫn còn nguyên luôn. Chiếc xe này về độ nguyên bản thì nó gần như là còn vẹn nguyên các bác ạ. Gần như là còn vẹn nguyên luôn. Về độ zin, độ đẹp. Tất cả mọi cái, từng con ốc, con ác, nói chung là so với đời, nếu mua một chiếc xe này thì nó là quá là xuất sắc rồi các bác ạ. Đây các bác này. Xe rất chất luôn các bác nhá. Một chủ từ đầu luôn các bác nhá.
bên này này. Già đi các. Già xiếc đây. Từng các cái chi tiết phần bên cửa tay cầm đây. Nó đều rất là đẹp luôn. Thảm lỉ Honda Accord từ lúc mới mua vẫn còn nguyên luôn các bác nhá. Ghế thì miễn chê rồi các bác ạ. Này, ghế này miễn chê luôn. Và xin thưa với các bác là ghế của em là ghế zin nguyên bản, chứ chưa hề bọc lại đâu các bác nhá. Ghế zin nguyên bản. Bên lái đây, bên cầm lắm, bên sờ nhiều nhất đây các bác, bên hay phải chịu tác động nhất đây. Thì tất cả mọi cái nó đều rất là ok các bác nhé. Tất cả mọi cái đều rất là ok luôn. Đây, vẫn còn da nguyên đây các bác nhé. Vẫn còn da nguyên đây. Ghế hết đây. Cái dòng ghế này nó có hơi nó đẩy lên, các bác ngồi nó sẽ rất là êm lưng luôn. Ghế này, thành ghế này. Vô lăng đây. Vô lăng vô liếc đây các bác này. Vô lăng vô liếc này. Led căng các chi tiết các bác nhá. Một chiếc xe bao nhiêu năm rồi nhưng mà vẫn giữ được những cái led đẹp. Vâng, thì bác nào quan tâm, yêu thích chiếc xe Honda Accord này, các bác cảm thấy phù hợp với mình, thì các bác có thể liên hệ với em Khương theo số hotline 0833 11 9999 để được biết thêm thông tin chi tiết các bác nhé. Con này thì miễn bàn về chất luôn, bác nào thích hay là không thôi. Đấy. Bác nào cảm thấy phù hợp với mình thì alo cho em Khương sớm các bác nhé. Trước bao nhiêu tiền, bây giờ là cũng chỉ có tí tiền thôi, hơn 300 triệu tí thôi. Đấy, các bác nhà mình đã sở hữu được rồi. Xe rất là chất và đẹp luôn. Các bác đi vẫn là rất là oách luôn các bác, mà có hơn 300 triệu. Và thì bác nào mà quan tâm yêu thích thì alo cho em Khương nhé các bác nhé. Và xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác ạ.